kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi trang cơ sở của Trung tâm Truyền thông Văn hóa huyện Quỳnh Nhai, phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Sơn La. Mở đầu trang cơ sở là phóng sự ngắn Quỳnh Nhai chú trọng công tác đền ơn đáp nghĩa. Tiếp theo là phóng sự những tín hiệu khả quan từ cây mắc ca ở Quỳnh Nhai. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, bên cạnh việc tập trung nỗ lực phát triển kinh tế xã hội, huyện Quỳnh Nhai luôn chú trọng công tác đền ơn đáp nghĩa và xác định công tác thương binh liệt sĩ Giải quyết chính sách đối với người có công là nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần đối với người có công với cách mạng bằng những việc làm cụ thể thiết thực, giúp các gia đình ổn định cuộc sống, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Để công tác đền ơn đáp nghĩa được triển khai sâu rộng, huyện Quỳnh Nhai đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, đoàn thể và nhân dân, khẳng định công tác đền ơn đáp nghĩa không chỉ là trách nhiệm của Đảng, nhà nước mà còn là nghĩa vụ của toàn dân, của toàn xã hội. Chỉ đạo phòng lao động thương binh và xã hội phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, ủy ban nhân dân các xã trên địa bàn ban hành và thực hiện các kế hoạch tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến cơ quan, doanh nghiệp và toàn thể nhân dân. Đồng thời chú trọng việc thực hiện pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, quan tâm chăm sóc chu đáo về vật chất, tinh thần cho gia đình liệt sĩ, thương bệnh binh Công tác giả soát thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công luôn được huyện đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng. Huyện Quỳnh Nhai hiện có 117 đối tượng người có công đang hưởng trợ cấp hàng tháng. Trong 6 tháng đầu năm 2023 đã thực hiện chi trả trợ cấp cho người có công với tổng kinh phí trên 1 tỷ 480.000 đồng. Thanh toán bảo hiểm y tế cho 1.387 lượt người có công, kinh phí 104 triệu 266.700 đồng thanh toán các khoản kinh phí hỗ trợ, dụng cụ, chỉnh hình, điều dưỡng và mai táng phí cho 107 đối tượng với kinh phí trên 666 triệu đồng. Cái phòng lao động thương minh xã hội tham mưu cho ban huyện và phối hợp với các cơ quan đơn vị, ban ngành đoàn thể, ủy ban nhân xã thực hiện cái nhiệm vụ chăm sóc người có công chủ yếu qua các cái hoạt động như là thăm hỏi tặng quà cho người có công nhân dịp ngày Tết ngày lễ kỷ niệm 27 tháng 7 thực hiện đưa người có công đi điều dưỡng tại trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Sơn La và trên địa bàn huyện Mộc Châu và thanh toán cho các đối tượng người có công mà không đủ sức khỏe để đi điều dưỡng tập trung điều dưỡng tại địa phương. Thứ nữa là thực hiện chi trả kịp thời các cái chế độ chính sách cho 117 người có công đang hưởng trợ cấp hàng tháng. Phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn. Các cấp hội cựu chiến binh huyện Quỳnh Nhai cũng luôn quan tâm, chăm lo cho hội viên đối tượng chính sách, người có công bằng việc làm thiết thực, ý nghĩa như tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên và triển khai có hiệu quả việc xây dựng nhà nghĩa tình đồng đội. Trong công tác đền ơn đáp nghĩa, hội cựu chiến binh huyện còn chú trọng việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, khuyến khích hội viên chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Đến nay, Hội đã nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện với tổng số dư nợ trên 106,3 tỷ đồng, tạo điều kiện giúp hơn 1.500 hội viên, đối tượng, người có công, gia đình chính sách và có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận nguồn vốn vay để đầu tư xây dựng các mô hình sản xuất kinh doanh như mở rộng quy mô nuôi cá lồng, mô hình trồng cây ăn quả trên đất dốc, duy trì phát triển mô hình trồng rừng, mô hình trồng cây dược liệu, mô hình nuôi gia súc nhốt chuồng, v.v trong thời gian qua thường trực hội cựu chiến binh huyện thường xuyên quan tâm đến đời sống tinh thần vật chất của cán bộ hội viên cựu chiến binh trong toàn huyện phối hợp với các cấp các ngành ở cơ sở để tổ chức kiểm tra giả soát và tạo mọi điều kiện để hội cựu chiến binh được vay vốn với ngân hàng chính sách xã hội ngoài ra thì trong cái việc thực tế hàng năm đặc biệt cụ thể trong cái tháng 7 này là hội cựu chiến binh huyện chúng tôi phối hợp với phòng thương binh xã hội của huyện để tổ chức thăm hỏi tặng quà ngày thương binh liệt sĩ đến tặng quà tận gia đình để động viên an ủi để giảm bớt khó khăn một phần nào cho hội cựu chiến binh ở cơ sở cựu à, chiến binh gương máu thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ phát huy bản chất truyền thống bộ đội cụ hồ ngoài ra huyện cũng chú trọng chăm lo đời sống vật chất và tinh thần đối với thương binh bệnh binh gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng là truyền thống tốt đẹp mà huyện Quỳnh Nhai đang nỗ lực phát huy. Hàng năm, vào ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7 và các dịp lễ Tết, huyện Quỳnh Nhai đều tổ chức đoàn đến thăm hỏi các đối tượng chính sách, người có công, động viên các gia đình tiếp tục vươn lên trong cuộc sống là tấm gương sáng trong các phong trào của địa phương để con cháu noi theo. Cảm ơn đại sư, quan tâm phòng đảng quan tâm được sự quan tâm của đảng và nhà nước hàng năm đến tặng quà và động viên chúng tôi chúng tôi rất cảm ơn và hứa sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội cụ hồ vận động tuyên truyền con cháu làm theo chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước và cùng nhau xây dựng quê hương để thực hiện tốt hơn nữa các chế độ chính sách đối với người có công đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Trong thời gian tới, ngoài việc tổ chức thực hiện đầy đủ kịp thời các chính sách ưu đãi của nhà nước, đảm bảo các khoản phụ cấp, trợ cấp được trao đúng đối tượng, huyện Quỳnh Nhai tiếp tục đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa, thực hiện toàn dân chăm sóc gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công, tập trung thực hiện có hiệu quả các hoạt động tình nghĩa, khuyến khích, động viên, tạo điều kiện để các đối tượng chính sách tích cực tham gia các hoạt động xã hội, phát triển kinh tế, ổn định và nâng cao đời sống. Thưa quý vị và các bạn, với nhiều ưu thế vượt trội về hiệu quả kinh tế, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, trình độ canh tác của người dân, cây mắc ca hiện nay được chính phủ xác định là một trong 20 loại cây trồng lâm nghiệp chính của quốc gia. Tại huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La diện tích trồng cây mắc ca tuy chưa nhiều, song hiệu quả bước đầu mà cây mắc ca mang lại đang tạo cho doanh nghiệp đầu tư khởi đầu thuận lợi, tạo công an việc làm, ổn định cho lao động địa phương. Tính đến tháng 6 năm 2023, huyện Quỳnh Nhai đã trồng được 327,1 ha cây mắc ca và thu hút được hai đơn vị doanh nghiệp hợp tác xã là công ty cổ phần liên việt Sơn La thực hiện tại địa bàn Mường Chiên với diện tích 68 ha. Hợp tác xã Mường Dôn trồng được 250 ha. Ngoài ra các hộ dân thực hiện trồng tại các xã Triển Khay 7,6 ha, Trường Ơn 1 ha và Trường Quang 0,5 ha. Theo đánh giá sơ bộ, cây mắc ca là loại cây thích nghi với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng của địa phương, cây sinh trưởng và phát triển tốt. Diện tích cho thu hoạch tại địa bàn năm 2023 đạt khoảng 6 ha, năng suất trung bình ước đạt từ 15 đến 20 tạ trên ha, sản lượng quả ước đạt 9 tấn quả tươi. Xác định phát triển cây mắc ca bền vững là một trong những nhiệm vụ phát triển kinh tế nông nghiệp cần tập trung thực hiện huyện Quỳnh Nhai đã và đang chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tập trung kiểm tra, ra soát các diện tích trồng cây kém hiệu quả để tuyên truyền vận động nhân dân chuyển đổi sang trồng cây mắc ca và một số loại cây trồng có giá trị kinh tế khác. Đây là bước đi quan trọng của huyện trong thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của địa phương. Thì phòng nông nghiệp phát triển nông thôn huyện thì cũng đã tham mưu cho ban huyện là tập trung là phát triển cái cây mắc ca theo cái hướng mục tiêu là đưa cây mắc ca thành cái cây ngành hàng chính đây đóng góp à, phần là phục hồi và tăng độ che phủ rừng cũng như tạo việc làm thu nhập cho người dân từng bước là phát triển mở rộng cái diện tích cây mắc ca gắn với phát triển chuỗi liên kết và chế biến tiêu thụ sản phẩm và xây dựng cái thương hiệu là ô cốp cho các sản phẩm mắc ca trên địa bàn huyện thực hiện chủ trương của tỉnh Sơn La về phát triển cây mắc ca đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 Ủy ban nhân dân tỉnh đã cấp phép cho công ty cổ phần Liên Việt Sơn La đầu tư trồng phát triển cây mắc ca với quy mô diện tích trên 161,2 ha tại huyện Quỳnh Nhai. Dự án được đưa vào trồng tại địa bàn xã Mường Chiên từ năm 2018 và đến nay đã thực hiện trồng được 68 ha với hơn 17.000 cây, gồm 7 dòng giống QN1, A38, 800, 246, 849, 816, 842. Mật độ trồng 280 cây trên HA. Cây mắc ca tại địa bàn huyện Quỳnh Nhai dưới dạng mô hình nông lâm nghiệp đã và đang dần khẳng định là cây đa mục tiêu mang lại lợi ích cao về kinh tế, xã hội và môi trường, có tiềm năng trở thành cây trồng mới, góp phần nâng cao giá trị sản xuất và xuất khẩu trên thị trường trong và ngoài nước. Cái hướng phát triển cây mắc ca trên địa bàn của xã Mực Triên cũng như là huyện Quỳnh Nhai nói chung chúng tôi đã triển khai từ năm 2018 cho đến thời điểm này thì chúng ta đã xác định được cái vấn đề là cái cây maca đang rất phù hợp với thổ nhưỡng khí hậu của huyện Quỳnh Nhai nói chung cho đến thời điểm này thì cũng đã bắt đầu đi vào thu hoạch thì năm nay công ty là có khoảng 2.000 cây bắt đầu được thu hoạch cái sản lượng thì năm nay ước tính khoảng được khoảng 3 tấn quả tươi chúng tôi đang dự kiến từ nay đến khoảng 2026 là chúng tôi có thể được thu hoạch khoảng 10.000 cây. Trên cơ sở tình hình thực tiễn của địa phương, ngành nông nghiệp huyện Quỳnh Nhai đặt ra mục tiêu cụ thể giai đoạn tiếp theo trồng khoảng 300 ha diện tích macca, trong đó trồng trên đất lâm nghiệp 102 ha, đất sản xuất nông nghiệp và trồng cây lâu năm 105 ha. Công ty Cổ phần Liên Việt Sơn La trồng thêm 93 ha kế hoạch đầu tư phát triển cây mắc ca của công ty cổ phần Liên Việt Sơn La trên địa bàn xã Mường Chiên triển khai là 241,44 ha. Trong đó diện tích đã hoàn thiện hồ sơ giao đất 161,2 ha. Diện tích đã thực hiện trồng 68 ha, diện tích 93,2 tiếp tục thực hiện trong các năm tiếp theo. Về uh, trồng cây mắc ca thì uh, trên địa bàn xã Tiền Khay từ năm 2018 cho đến nay xã đã triển khai trồng được 7 ha với khoảng 30 hộ và gia đình tham gia hộ nhiều nhất trồng khoảng 3 ha để cây mắc ca sinh trưởng và phát triển tốt thì vận động và tập huấn nhân dân trồng và chăm sóc cây theo đúng quy trình kỹ thuật xã cũng đã tích cực tuyên truyền vận động người dân lựa chọn mua cây giống từ các cơ sở uy tín để đảm bảo chất lượng cùng với đó là hỗ trợ người dân tiếp cận với các nguồn vốn vay ưu đãi để đầu tư phát triển sản xuất và tăng thu nhập góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Triển Khai. Trên địa bàn xã Mường Chiên đã triển khai thực hiện cái trồng cây mắc ca đến giờ phút này là đã giao đất cho công ty Liên Việt. Đến nay là mà 161 ha và hiện nay đã thực hiện trồng và cho bói là đến đây là được 63 ha. Cái chủ trương của tỉnh như huyện là nay đang giả soát và quy hoạch thêm 260 ha để tới nay sẽ mở rộng diện tích để trồng. Đó là định hướng của xã để người dân và một cho những hướng đi để thu nhập cho người dân tăng cái thu nhập để mà cái nâng cái mức sống cũng như là cái tiêu chí về thu nhập đối với người dân trên địa bàn xã. Hiện nay, huyện cũng đã và đang chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn và Hiệp hội Mắc Việt Nam tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc để người dân áp dụng vào thực tế. Đến nay, một số diện tích đã cho thu hoạch với năng suất ổn định, mang lại thu nhập tốt cho người dân và doanh nghiệp. Đây là tín hiệu khả quan để địa phương có những kế hoạch, mục tiêu cụ thể trong việc đưa cây mắc trở thành loại cây kinh tế bền vững trong thời gian tới. Đây thì để đẩy mạnh cái việc là trồng cây mắc ca thì ủy ban huyện thì cũng đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn rồi ủy ban nhân dân xã để tăng cường công tác tuyên truyền vận động người dân cái về hiệu quả kinh tế của của cây mắc ca và cũng đem lại cái hiệu quả trong các phát triển kinh tế hộ gia đình qua cái khảo sát thực tế thì trên phần diện tích doanh nghiệp cũng như một số hộ dân canh tác ở trên địa bàn thì chúng tôi thấy rằng cái khả năng triển vọng phát triển cây mắc ca là hoàn toàn có cơ sở. Maca là một uh, loại cây có khả năng uh, chịu cái uh, sương muối rồi chịu hạn, ít sâu bệnh và có khả năng là trồng xen lẫn với một số cái loại uh, cây khác. Tin tưởng rằng trên cơ sở đúc kết các kinh nghiệm trong đầu tư phát triển cây ăn quả và phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, huyện Quỳnh Nhai sẽ xây dựng kế hoạch, lộ trình trồng phát triển maca phù hợp với điều kiện thực tế địa phương nhằm thúc đẩy phát triển nông nghiệp nói chung và cây mắc ca nói riêng theo đúng định hướng của tỉnh sự lãnh đạo chỉ đạo sâu sát của cấp ủy chính quyền địa phương những tín hiệu khả quan về kinh tế của cây mắc ca tại huyện quỳnh nhai sẽ là cơ sở quan trọng để người dân phát huy lợi thế về điều kiện tự nhiên trình độ sản xuất để đưa cây mắc ca vào canh tác bền vững góp phần phủ xanh đất chống đồi trọc bảo vệ môi trường sinh thái giúp người dân vươn lên làm giàu và xây dựng nông thôn mới quý vị và các bạn thân mến trang cơ sở của trung tâm truyền thông văn hóa huyện quỳnh nhai phát trên sóng đài phát thanh truyền hình tỉnh sơn la xin khép lại tại đây cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào trang cơ sở lần sau thân ái chào tạm biệt